Lan xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Lan sẽ chia sẻ đến cả nhà cái cách nấu lẩu cá kèo lá giang luôn nha. Món này thì Lan ăn kèm với lại một ít rau với lại bún như thế này nè. Cái nước lẩu thì nó chua, nó ngọt, nó có cái độ thanh ăn rất là ngon luôn. Bây giờ mình cùng bắt tay vào thực hiện với Lan luôn ha. Ở đây Lan có chuẩn bị là 300g cá kèo như thế này. Mình mua về mình có thể là làm sạch nhớt, hoặc là có nhiều người bạn á là thích để cái phần nhớt và cá sống luôn để mình bỏ vào trong nồi lẩu cũng được nha cả nhà. Bây giờ Lan sẽ sơ chế một cái trái cà chua nè. Cà chua này thì Lan sẽ cắt múi câu ra làm tám như thế này. Rồi mình có thêm là 1/4 của trái thơm nữa mình cắt lát ra nha cả nhà. Rau nêm hôm nay Lan sẽ sử dụng là cái rau ôm với lại ngò gai mình cắt khúc ra nè. Rồi mình sẽ cắt thêm một cái trái ớt sừng để mình trang trí cho cái món ăn ha. Và ở đây Lan còn có chuẩn bị thêm là một ít cái này là cúc me, một ít cái lá giang, cũng như là rau ăn kèm gồm có là hoa chuối nè, rau muống, với lại cái này là rau đắng nha cả nhà. Rồi bây giờ mình đi nấu nước lẩu luôn ha. Lan cho một ít dầu vào trong cái nồi á, rồi mình phi cái phần hành tím cắt lát với lại tỏi cho nó vàng nó thơm lên. Sau đó thì mình bỏ cà với lại thơm vào mình xào. Lúc này á thì mình sẽ xào với cái lửa nhỏ nhỏ nha cả nhà. Mình xào kỹ kỹ một chút á để cho cái cà cái thơm này nó lên màu, nó lên mùi nữa ha. Sau đó thì Lan sẽ cho vào trong đây là 1,5 lít nước lọc nè. Rồi, bây giờ Lan sẽ nấu với cái lửa lớn để cho cái nước này nó sôi lên trở lại nè. Khi mà nước sôi á, nếu mà có nhiều bọt á, thì mình sẽ vớt bớt cái phần bọt ra nha. Sau đó thì mình sẽ cho vào trong đây là 100g. Cái này là lá giang. Thì trước khi cho vào các bạn nhớ bóp bóp cho nó nát nát ra. Rồi mình cho vào mình nấu ha. Khi mà cho lá giang vào như vậy thì Lan sẽ nêm gia vị luôn nha cả nhà. Với 1,5 lít nước như vậy thì Lan sẽ nêm vào trong đây là 10g muối nè. Rồi mình có ở đây là 10g hạt nêm. Thường hạt nêm Lan sẽ hòa với cái nước nóng như thế này để cho nó tan ra, rồi Lan mới đổ vào trong cái nồi ha. Và đường thì hôm nay Lan sẽ cho là 70g. Rồi mình sẽ sử dụng thêm khoảng 6g bột ngọt nha cả nhà. Nếu mà ai không thích bột ngọt thì mình khỏi cho vào ha. Và bây giờ Lan sẽ cho tiếp là cái phần nước mắm ngon, 3 muỗng canh tầm khoảng là 30g nè. Còn cái cúc me á, cúc me thì bây giờ Lan sẽ cho là 80g và các bạn cũng có thể là điều chỉnh theo cái vị chua của gia đình mình nữa nha. Cúc me này thì cứ một me là mình cho hai nước vào mình ngâm cho nó ra cái cốt á, rồi mình lược qua rây thì mình thu được cái cốt như Lan có trong chén nha. Rồi bây giờ mình nấu cho nó sôi trở lại. Khi mà cái nồi nước nó sôi trở lại thì Lan sẽ cho hết cái phần cá vào luôn. Và cái cá kèo á thì nó mau chín lắm cả nhà. Mình nấu tầm khoảng 3 phút thôi là cá kèo đã chín rồi. Thì bây giờ Lan sẽ cho cái ớt sừng cũng như là cái rau nêm, ngò gai với rau ôm vào á. Rồi bây giờ mình sẽ tắt bếp luôn nè. Và các bạn đừng có quên cho cái phần tỏi phi vào nha. Đây, đây là cái phần mà nó khử mùi tanh và nó làm cho cái nồi lẩu của mình nó thơm, nó ngon á. Và bây giờ thì Lan sẽ chan vào. Nếu mà ăn bún á, thì mình cho bún cho rau vào như thế này. Còn nếu mà ăn cơm thì mình khỏi kèm rau cũng được nha cả nhà. Đó, giờ mình chỉ cần chan nước vào và mình thưởng thức thôi. Chúc cả nhà mình làm thành công những cái món ăn ngon mà Lê Anh đã chia sẻ luôn nha.